Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Tiên Hà xin gửi đến quý vị nhận xét của bác sĩ Võ Xuân Sơn đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 4 tháng 4 về những thế lực hắc ám đang tung chiêu trò để bảo vệ và trục lợi nguồn tài sản do tham nhũng mà có của FLC sau khi Trịnh Văn Quyết bị bắt. Mời quý vị cùng chia sẻ. FLC kêu cứu Tôi không rành về kinh tế, mua, bán, sáp nhập thông tin, công ty nên không biết những thông tin về vụ có cả trăm triệu cổ phiếu FLC được khớp lệnh hôm thứ Sáu rồi có thể là do ai và tại sao FLC kêu cứu. Tôi biết một công ty đang ăn nên làm ra. Nhà nước có chủ trương cổ phần hóa phần vốn nhà nước trong công ty đó. Các anh em của họ đang bàn nhau mua phần vốn đó. Chưa kịp bàn thì công ty đã có chủ mới. Mọi người ngỡ ngàng. Chẳng ai biết người chủ mới này là ai. Tất cả cứ như xét đánh, vì họ mua bán đâu có ngay từ ngoài bộ. Mọi việc diễn ra trong bóng tối, người chủ mới đó là FLC. Kể từ ngày FLC nắm quyền điều khiển công ty, công ty đó lụn bại dần vì những chiêu trò của FLC. Giá cổ phiếu đang từ hơn 40.000 đồng sát với giá trị nội tại khi đó, rớt xuống còn 5-6.000 đồng thời gian sau này. Mà có lẽ giá 5.000 đồng vẫn còn cao hơn giá trị nội tại bây giờ nhiều lắm, bởi vì công ty giờ đã tan nát. Như vậy thì việc nếu có ai đó thông tính FLC là tin vui hay tin buồn? Tôi nghĩ nếu có ai đó dũng cảm đứng ra thông tính FLC vào lúc này thì đó là tin tốt cho các nhà đầu tư. Ít nhất thì cũng không thể xấu hơn được nữa. Cho nên nếu thực sự có ai đó đang mua mô thông tính FLC và các công ty con của nó thì nếu đó không phải là Trung Cộng và việc thông tính diễn ra hợp pháp thì cần phải mừng cho các cổ đông mới đúng. Tất nhiên ai đứng đằng sau vụ hàng trăm triệu cổ phiếu khớp lệnh đó thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sàn giao dịch đều biết rõ. Chỉ là những người đó có trách nhiệm sẽ xử lý đúng trách nhiệm hay không mà thôi. Hôm nay, mới sáng sớm cổ phiếu FLC đã tăng kịch trần mà chỉ có dư mua, hoàn toàn trắng bên bán. Khối lượng dư mua cũng rất lớn chờ hôm nay và vài ngày tới xem diễn biến cổ phiếu FLC sẽ như thế nào. Họ tiếp tục múa hay FLC sẽ có chủ mới.